em lấy, bé em lấy ôm đi. Lấy ra đây đi. Chút cho nó gầm gầm. Này mẹ đi. Ê, thì mở thử coi nó sao, hiện tượng này sao, làm sao vậy? Hai ba vàng luôn. Cái vàng đó là nó tao kê trong phòng. Vậy hai rồi đem qua đây đó hả? Rồi mình không xài nữa. Không xài nữa, xài thằng này đó hả? Đúng rồi. Trời ơi. Quá trời kỹ luôn trời. Dữ thiệt. Dữ đẹp mà. Đẹp mà. Nó dơ sao? Trời biết xài đồ quá trời ha. Xài quanh cơ đồ, sẽ có súp đồ ha. Xài men đẩy được ha, vậy là quá ngon rồi. Đó là chắc lo 2 tấc rưỡi quá. 2 tấc rưỡi hay 3 tấc? Giống 2 tấc rưỡi quá. Đó, nó làm sao đâu, nghe sao đâu. Giờ nó bị làm sao? Để bắt lên cái hàng đâu rồi cái đồ. Cá nó gắt giường. Chế đóng như khung sắt rồi trời. Dữ ha, chế độ phân tầng luôn. Cũng biết, cũng biết bài bán quá trời còn nữa, chơi chép 450. Không, cái này cũng mà học hỏi với mấy anh em chia sẻ trên YouTube đó. Dòm theo nó làm cũng rất dễ thôi, có gì đâu. Chế gì cũng đúng bài rồi, có tụ cản gì. Vô vô vậy YouTube thì vô YouTube. YouTube bật YouTube lên. Chưa bấm cái kia cái gì? Bấm cái gì? Bật Bluetooth. Bật lên. Ừ. Rồi bật rồi đó, rồi kết nối Bluetooth. Đó thì nó vô rồi đó. Nhà không lời đi. Có làm sao? Dũng nói đâu? Dũng nói cái gì bấm đại đi. Lớn dẫn cái này chứ. Nhạc nghe gì không đã gì chứ. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng lắng nghe chuyện cùng với Mai. Ngày hôm nay thì MC Thanh Mai. Nhạc Death Law. Bạn là một câu chuyện mới. Cô có biết mày đó không? Biết mày đó ai không? Rồi kết quả cuối cùng là thử bếp qua lâu luôn thì mới hư được là cái lo. Cái lo bát đó kêu ghê 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 ghê. Sau thời gian dài chờ đợi nhà hát hơn nửa tiếng đồng hồ có dạng âm thanh rồi mới ra một cái băng. Đó là hư cái lo bát. Bị cái gâu bị tan không tiếp xúc nên mình có hai cái mới. Và đã nghe đem đến nhà khách, gáp vào khách, giờ là test thử hát rất là ok.